mẫu gạo và nghiền mình đặt yêu cầu trong sản xuất. Xin giới thiệu anh chị máy nghiền búa, máy là dùng để nghiền bột khô. Hiện máy dùng nghiền gạo, gạo sau khi mình sấy khô ha, sẽ cho vào trong máy nghiền, điều chỉnh cái tốc độ để nghiền theo công suất của máy. Máy này dễ sử dụng, quá trình nghiền chỉ cần một người đứng múc nguyên liệu đổ vào trong cái vị trí của máy, nó sẽ cấp vào trong cái máy nghiền. Kết cấu cơ khí của máy chắc chắn giúp máy vận hành ổn định và chịu được cường độ sản xuất cao. Sau một khoảng thời gian nghiền gạo trong cái biểu chứa hết, mình không nghiền nữa thì tắt máy cho bột thành phẩm ra. Bột gạo thành phẩm nằm trong túi chứa liệu, mình sẽ đổ cái bột gạo ra kiểm tra độ mịn của sản phẩm. Gạo được nghiền mịn đạt yêu cầu trong sản xuất, kiểm tra thì cái đậu gạo nó không có bị nhám, mẫu gạo ra rất đẹp. Máy nghiền được chế tạo bằng inox 74 chuyên cho ngành thực phẩm và dược liệu.